Em chào cả nhà nhé, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Ngọc Bích Lăng Channel của em nhé. Hôm nay thì quay lại về kênh rồi, thì em lại sẽ giới thiệu với mọi người một cái tác dụng, một cái loài cây mà em đang đứng cạnh đây nha. Thì như mọi người biết đó, cái cây này là cây hoa dâm bụt nha cả nhà nhá. Cái cây hoa dâm bụt thì nó có rất là nhiều màu luôn, có cây màu hồng nè, có cây màu như cây này là cây màu hồng, có cây màu đỏ nữa, và có cả cái cây màu vàng nha cả nhà nhá. Không biết là mọi người đã gặp cái cây hoa dâm bụt màu vàng bao giờ chưa, nhưng mà nó có nha, nó có rất là nhiều. Hôm nay thì xuống cánh đồng này để làm cỏ lúa, thế là mình thấy cái cây hoa dâm bụt này, thế là mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn về cái tác dụng của cái cây hoa dâm bụt này nhá. Thì hy vọng là mọi người sẽ cùng mình đón xem video, xem cái cây dâm bụt này nó có những cái tác dụng gì nhá. Thì bây giờ thì mời mọi người ngắm hoa. Hoa của nó thì rất là đẹp luôn á. Thì cái cây này á thì lá của nó dùng được này, hoa dùng được này. Cái hoa này em mọi người phơi ở trong dâm ấy, mọi người dùng để nó héo héo, mọi người dùng hãm trà uống thì rất là tốt luôn nha. Và cái uống cái trà hoa này ấy, thì mọi người sẽ ngủ ngon hơn. Như ai mất ngủ ấy thì nên tìm những cái cây hoa dâm bụt này này về, mọi người thưởng ngắt hoa của nó. Nhớ là phơi ở trong dâm nha, phơi ngoài nắng thì nó khô căm ấy, nó hỏng ấy. Mọi người phơi ở trong dâm thôi, nó khô khô là được nhá. Rất nhiều những cái bông hoa này đó, mình sẽ lấy những cái bông hoa này mình phơi để hãm nước trà uống nhá. Còn những cái lá này của nó nè, đây, những cái lá này của nó ấy, thì mọi người thường thường ấy, thì mọi người sẽ lấy về mọi người đun nước uống này. Và em qua cái này thì em cũng chia sẻ với mọi người luôn một cái tác dụng của nó nhé. Đó chính là mọi người sẽ hái lấy những cái lá này ấy, về mọi người sẽ giã nát nó ra. Giã nát nó ra xong mọi người sẽ lấy thêm một ít muối ấy, mọi người sát lên cái vết mà mọi người bị như kiểu mụn nhọt á, nó rất là hiệu quả luôn. Còn một cái liệu trình nữa mà mọi người cũng hay bị nhá, mọi người cũng rất hay thường bị luôn. Thường thường thì mọi người sẽ bị một lần á, nhiều người bị, đợt trước em cũng bị rồi, đó chính là bị quai bị ấy. Bị quai bị thì mọi người hái cho em một ít lá nè, hoặc cả hoa của nó cũng vẫn là ok nha. Một ít lá, một ít hoa này, về mọi người thêm mấy củ hành nữa, mọi người sẽ giã nhỏ và mọi người sẽ lấy nước của nó nha. Mọi người sẽ lấy nước của nó, chắt lấy cái nước, cho thêm một ít nước ấm, cho thêm một ít nước ấm vào, mọi người sẽ chắt lấy cái nước ấm đã uống vào cái bã của nó ấy. Thì mọi người sẽ lấy một cái tấm vải màn cho em nhỏ nhỏ thôi, hoặc là một cái băng gì đó, mọi người sẽ bó buộc nó lại, buộc quanh cổ ấy, buộc ở cái vết sưng đau ấy, thì nó sẽ giảm được vết đau của mình nhá. Nhớ là giã nhỏ cái lá này cộng với lại mấy củ hành tía nữa rồi mọi người tắt nhá, thì nó trị quai bị rất là hiệu quả luôn nè. Và như chị em, các chị em không biết là mọi người nhờ, những ai mà từng có con nhỏ thì chắc là biết ha, bởi vì nó hay có lắm người hay bị như kiểu là tắc sữa ấy mọi người. Tắc sữa em sẽ bật mí cho mọi người một cái cách nha. Tắc sữa này, mọi người hái cho em những cái lá này về, mọi người giã nát ra, rồi mọi người xoa nó bọc vào một cái tờ lá chuối nha, bọc vào một cái là chuối cho ấm ấm đi. Sau mọi người sẽ đắp lên cái chỗ mũ của mình ấy, thì nó sẽ như kiểu nó sẽ làm dịu lại, không bị tắc sữa, không bị tắc đau. Có lắm người em thấy khổ sở lắm luôn ấy, nó tắc đau kinh khủng luôn á, mà không biết làm cách nào cho nó hết. Như kiểu muốn sữa về thì mình lấy lá mít á, nhưng mà cái này là nó về rồi nhưng mà nó tắc, kiểu làm một bé thì không thể nào mà dùng hết được bằng đấy sữa ấy, cho nên là nó sẽ có trường hợp nó bị tắc. Đây, hoa rất là đẹp luôn, hoa này đẹp, trà rất là ngon.
Đó, thì cái thân này nhá, cái thân này, cái thân, cái vỏ này nè. Cái vỏ này của nó thì mọi người cũng bóc ra, mọi người hãm nước uống nhá. Nó cũng trị rất là nhiều bệnh luôn. Cái cây này ấy, thì nó mọc ngay bờ suối. Đây, dưới này là dưới suối. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, thì dưới này là dưới, dưới suối. Hoa xuân chi đẹp quá nhỉ. Hoa rất là đẹp luôn. Rồi trên đây vừa làm mấy cái tác dụng của cái cây hoa dâm bụt này nhá. Thì một là nó sẽ chữa được quai bị nhá. Hai là mình có thể là giúp cho giấc ngủ của mình sâu mà ngon hơn nha. Ba ấy, thì mọi người sẽ hái cái lá này về để mọi người có thể là giảm được cái tắc sữa nhá, giảm được việc tắc sữa. Đó chính là mấy cái công dụng mà em biết em muốn chia sẻ đối với mọi người á. Thì hy vọng là qua video này mọi người cũng biết thêm nhá. Video của em hôm nay đến đây cũng là kết thúc rồi. Em cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và ủng hộ em cho suốt thời gian vừa qua nhá. Em chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nhá. Và bây giờ thì video của em tạm dừng ở đây. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhá. Bye bye cả nhà.